đẹp giữa Việt Nam và Canada. Một trong những điều kiện để ca sĩ Mỹ Tâm nhận được giải thưởng này là do cô đã trình bày thành công ca khúc You Are Not From Here của ca sĩ Lara Fabian trong album Yesterday and Now. Theo Ngài Tổng lãnh sự Canada Jason Sodori, thì giải thưởng Lá Phong là sự sáng tạo và niềm tự hào của Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên 5 dòng kẻ là biểu tượng Lá Phong được nạm 135 viên kim cương tấm và biểu tượng sao vàng được nạm 6 viên đá quý citrine lớn. Chuẩn bị cho ngày